Chào các bác, thằng audio bên em hôm nay ở một góc nhỏ, Thạnh Lý, nhà em không chuyên dòng tủ đài mang về để làm, nhưng mà ế chắc là nhà em sẽ không nhập cái dòng này nữa. Đây là góc Thạnh Lý các bác nhá. Đấy, các bác nhìn tủ đài, con này thì nó rất là đẹp, chất lắm. Nhưng mà con này nó là hàng mới các bác ạ. Đấy, các bác nhìn cái bông hoa kèn. Đấy, bông hoa kèn của cái con này thì nó như kiểu bằng đồng ạ. Đây. Đẹp tuyệt vời luôn các bác ạ. Đây, cái miệng loe rộng của con này rơi vào tầm khoảng 60, cũng tương đương với cả bát 60. Tính loa bát ra thì nó phải rơi vào tầm 60. Đấy, các bác nhìn con 40 ở bên cạnh. Đấy, cái bát 40 ở bên cạnh như em tay em chỉ đây. Đấy. So với cả con này. Đấy, các bác nhìn cái loa, cái họng kèn của con này 60 các bác nhé. Dòng tủ đài dòng này thì các bác bày tuyệt vời là đẹp, mà nó có các cái chức năng như sau. Con này thì nó có chế độ Bluetooth. Đây, Bluetooth này. Đấy. Một chế độ nữa là chế độ AUX. Polo dành cho đầu đĩa than, thì đĩa than quay ở trên này đây. Đầu đĩa than này, Bluetooth này, USB này, thẻ nhớ này, và là cổng CD này. Đấy. Và cổng con này nó có cả đài các bác nhá. Đây thẻ nhớ đây, USB thẻ nhớ đấy các bác này. Đấy, đây USB, đây Bluetooth. Đấy, có các cổng luôn. Các bác nhìn này, cái họng kèn của nó là tép ở bên trong. Rồi, em quay sát vào cho các bác nhé. Các bác có nhu cầu về đồ chơi bày rất là đẹp. Con này thì rất là sang, dành cho các bác chơi mang tính chất sưu tập đồ cổ. Đấy, chất chưa các bác? Ở bên cạnh, ở bên sườn. Đấy, con này là con chung các bác ạ. Đây là chung này. Đấy. Còn bên này là chung, và bên này cũng là chung. Còn loa, con bát của nó thì nó nằm ở dưới gầm. Không biết là các bác có nhìn thấy không? Đấy, các bác có thể nhìn thấy cái bát của nó là bát úp gầm. Và bây giờ nhà em thì không chuyên mang về, thì chắc là lần sau sẽ không bao giờ nhập những cái dòng này nữa. Nó rất là chiếm diện tích luôn, mặc dù rất là đẹp nhưng nhà em không chuyên nên là không bán được. Đấy, các bác có nhu cầu thì alo sớm cho em. Đấy, tủ đài em để những cái mã sản phẩm này để què luôn cho các bác. Đấy, các bác nhanh chân nhá, con này em bán xả lỗ 15 triệu. Đấy. Các bác qua bên em bê con tủ đài này về chất đường luôn. Đây, đây là cổng CD này các bác. USB ạ. Đây, bây giờ mà các bác chuyển cổng thì các bác chuyển đây. Đây, đường AUX này. Đấy, đường follow. Đường CD đây, có đĩa rồi. Ở đây. Cái này là đồ chơi, mẹ rất là thích, mà nó có các cái cổng, các bác có thể nhìn cổng nào cũng được. Và cái quan trọng nhất, nó rất là đẹp. Các bác có thể hiếu xếp hoặc là tặng nhà, tặng các bác khai trương nhà mới. Bluetooth này, AUX này, phone.
có các cổng cho các bác nghịch nhá. Đây ạ. Các bác có nhu cầu thì alo sớm cho em nhé. Con này em bán thành ghi lốt cho các bác. Để không có chỗ hàng loa nhà em về, không có chỗ bày, nhà em không chuyên. Các bác nhiệt tình qua bên em. Bác con này, em thành ghi cho các bác. Giá thì em đã báo rồi, 15 triệu. Cảm ơn các bác đã quan tâm và theo dõi.